Sơn nơi đó xa trường xưa, Bắc Sơn đây núi rừng trên khu. Bác rất hay hát bài hát về Bắc Sơn. Trong mỗi lần bác tập thể dục là tất cả các anh chị em cùng hát và cùng tập luyện với bác. Những câu hát, những kỷ niệm về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vẫn còn nguyên vẹn trong tâm trí của các y bác sĩ như chỉ mới ngày hôm qua. Cái đây là cái ghế mà bác hay ngồi hàng ngày để ngắm cái cảnh, toàn bộ cảnh sông Hồng ngoài đây để cho nó thư giãn. Bác hay đọc những vần thơ về tình yêu rất là mộc mạc và giản dị ạ. Bác mộc mạc, giản dị trong từng cử chỉ lời nói. Tuy là lãnh đạo cấp cao, nhưng bác lại rất gần gũi, quan tâm đến mọi người. Có lẽ cũng bởi vậy mà các y bác sĩ tại đây vẫn coi người bệnh nhân đặc biệt ấy là bác, là cha. Khi bữa ăn cùng bác thì đứng cùng bác thì bác cũng hỏi han. Ở lại với bác đến đây thì ai chăm con cho các cháu? Sáng các cháu đi có phải đi sớm không? Chăm bác nhưng cảm thấy là như là chăm bố mẹ đấy, không phải là chăm một vị lãnh tụ. Vì là từ cái tình thương, tình cảm như thế là bác dành cho chúng tôi thế. Rất là gần gũi. Trong cái lời nói rồi cử chỉ, ánh mắt của bác xuống khẳng chứng tỏ toát lên một cái vẻ thân thiện rất là gần gũi, để làm cho mọi người cũng cảm giác là không có cái gì mà ngăn cách. Ngày 13 là cái ngày buổi tối là chúng tôi phải đặt ống thở máy cho bác. Nhưng mà ngày 13 thì buổi sáng vẫn có thư ký để báo cáo, và buổi chiều có đồng chí tránh văn phòng vẫn đến xin ý kiến. Đây là những cái mà chúng tôi rất là xúc động, với cả rất là khâm phục bác, và tinh thần làm việc đúng là vì nước, vì dân, và là làm việc đến hơi thở cuối cùng. Đến cuối cùng, người chiến sĩ cộng sản kiên trung ấy vẫn hết lòng vì dân, vì nước, để lại những nỗi nhớ thương và những bài học lớn lao. Là những cái giây phút cuối cùng là chúng tôi biết rằng là bác, chúng tôi không thể cứu bác được nữa, bác sắp sửa ra đi, thì thấy rằng là chúng tôi sắp sửa xa một người cha, một người bạn, một người ruột thịt. Cảm giác nó một cái gì mà tình cảm, mà cảm giác nó hụt hẫng lắm. Đến cái giờ tầm 6:30 7 là kém là rồi, là chuẩn bị cho bác ăn rồi. Mà như hôm nay đến thì chúng tôi rất là buồn vì không được các anh ấy gọi để cho bác ăn nữa. Khi bác ăn là lúc nào chúng tôi cũng nấu các món mềm để xay cháo các thứ. Như hôm nay khi vào nồi cháo, nhìn thấy nồi cháo thì không còn là nấu cho bác nữa rồi. Bác đã đi xa rồi. Khi mà bác mất rồi thì tôi cảm thấy rất là trống vắng, như là mất đi một điều rất là to lớn. Tôi vẫn thường vào phòng bác nhìn những cái kỷ vật, rồi là những cái hình ảnh, lúc nào cũng vẫn ở trong đầu mình ấy, lúc nào cũng hiện ra hình ảnh bác rất là nhân từ. Khi bác đang điều trị đây và bác quyết định trong các cuộc họp Bộ Chính trị, Ban Bí thư, mặc dù rất mệt nhưng mà có những quyết định rất sáng suốt. Những cái ấn tượng đó làm cho chúng tôi nghĩ rằng là mình quá nhỏ bé. Bác đã truyền lại cho mình cái năng lượng để mình tiếp tục phải phấn đấu nhiều hơn nữa. Hướng đôi mắt về căn phòng quen thuộc với những nếp quen thường ngày, dường như hình ảnh của vị Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vẫn còn hiện hiện đâu đó. Sự ra đi của bác ngày hôm nay là sự tiếc nuối, nhưng đã để lại biết bao bài học quý giá cho đời, cho người. Sáng các cháu đi có phải đi sớm không? Chăm bác nhưng cảm thấy là như là chăm bố mẹ đấy, không phải là chăm một vị lãnh tụ. Vì là từ cái tình thương, tình cảm như thế là bác dành cho chúng tôi thế, rất là gần gũi. Trong cái lời nói rồi cử chỉ, ánh mắt của bác xuống khẳng chứng tỏ toát lên một cái vẻ thân thiện rất là gần gũi, để làm cho mọi người cũng cảm giác là không có cái gì mà ngăn cách. Ngày 13 là cái ngày buổi tối là chúng tôi phải đặt ống thở máy cho bác. Nhưng mà ngày 13 thì buổi sáng vẫn có thư ký để báo cáo, và buổi chiều có đồng chí tránh văn phòng vẫn đến xin ý kiến. Đây là những cái mà chúng tôi rất là xúc động, với cả rất là khâm phục bác, và tinh thần làm việc đúng là vì nước, vì dân, và là
gắn liền đến hơi thở cuối cùng. Để cuối cùng, người chiến sĩ cộng sản kiên trung ấy vẫn hết lòng vì dân, vì nước, để lại những nỗi nhớ thương và những bài học lớn lao. Bác sắp sửa ra đi thì thấy rằng là chúng tôi sắp sửa xa một người cha, một người bạn, một người ruột thịt. Cảm giác nó một cái gì mà tình cảm, mà cảm giác nó hụt hẫng lắm. Đến cái giờ tầm 6:30, 7 là kém là ạ, rồi chuẩn bị cho bác ăn rồi. Mà như hôm nay đến thì chúng tôi rất là buồn vì không được các anh ấy gọi để cho bác ăn nữa. Khi bác ăn là lúc nào chúng tôi cũng nấu các món mềm để xay cháo các thứ. Nhưng hôm nay khi vào nồi cháo, nhìn thấy nồi cháo thì không còn là nấu cho bác nữa rồi.